Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Slovakia cử đội đặc nhiệm điều tra sang lấy cung gián điệp Việt Nam ở Berlin. Tô Lâm chết đứng. Thông tin mới nhất hôm nay vừa nhận được đó là chính phủ Slovakia đã cử đội điều tra đặc biệt sang thủ đô Berlin tới nhà tù Moabit để lấy cung gián điệp Việt Nam. Một người vừa mới đây vào hôm 15 tháng 4 năm 2022 đã bị bắt tại Cộng hòa Séc theo lệnh bắt giam của tòa án và truy nã đặc biệt. Sau đó, ngày 1 tháng 6 năm 2022, ông ta đã bị dẫn độ sang Đức và hiện nay đang giam trong nhà tù rất cẩn mật. Thì phải nói rằng với bước đi này của chính phủ Slovakia thì rõ ràng các nước châu Âu, kể cả những nước mà từ trước đến nay Việt Nam vẫn thường có mối quan hệ rất gần gũi như Slovakia, họ đã quyết tâm mở điều tra để truy tố tới tận cùng tất cả những gián điệp và mật vụ của Việt Nam khi đột nhập vào lãnh thổ các nước châu Âu để bắt cóc người. Thông tin này được tiết lộ từ chuyến thăm của phái đoàn Thủ tướng Slovakia Heger gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào hôm qua ngày 13 tháng 6 năm 2022 ngay tại Phủ Thủ tướng ở Berlin. Trong cuộc hội đàm, hai bên có nhiều cuộc trao đổi khác nhau. Tuy nhiên, nội dung của vụ bắt cóc này có lẽ đã chiếm một phần thời gian không nhỏ. Được biết trước đó, khi còn nhiệm kỳ của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel thì đã có một lần tiếp ông Thủ tướng Slovakia khi đó là ông Pereny cũng sang Đức và họp bàn với Thủ tướng Đức về nhiều vấn đề và trong đó có vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và sau mỗi buổi họp báo như vậy thì lập tức phía Đức đã đưa mật vụ của Việt Nam ra tòa và xét xử tới 17 phiên để đi đến kết luận mật vụ Việt Nam đã đột nhập vào lãnh thổ Đức để bắt cóc người và đưa ra truy tố và truy nã quốc tế với danh sách khá dài các cán bộ Bộ Công an Việt Nam cũng như những kẻ đang tiếp tay trực tiếp cho vụ bắt cóc này. Cũng được biết lần này Đức đã tóm được một gián điệp rất quan trọng của Việt Nam, đó chính là ông Lê Anh Tú, người đã được cài cắm rất lâu tại Cộng hòa Séc và ẩn mình dưới nhiều vai trò khác nhau như một người lao động bình thường. Nhưng khi chuyên án được lập ra và việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh được thực hiện thì Bộ Công an đã phải nhờ cậy tới những gián điệp như vậy vì họ rất thông thuộc lãnh thổ của Slovakia, của Đức và của Séc cũng như của châu Âu. Họ cũng có bằng lái xe để tham gia vào việc vận chuyển đội bắt cóc cũng như nạn nhân ông Trịnh Xuân Thanh trong toàn bộ quá trình bắt cóc ông ta. Và không phải chỉ có cơ quan điều tra của Slovakia quan tâm đến gián điệp rất quan trọng này của Việt Nam bị bắt, mà hiện nay cơ quan điều tra Đức vẫn tiếp tục lấy lời khai của ông Lê Anh Tú để làm rõ hơn vai trò cũng như các hoạt động của ông ta cùng với đội mật vụ của Việt Nam mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông Trung tướng Đường Minh Hưng và nhiều sĩ quan tình báo của Bộ Công an Việt Nam làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin thời gian đó. Và quan trọng hơn nữa với việc điều tra ông Lê Anh Tú là một người cũng có mặt tại khách sạn Boric ở Slovakia. Khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh được cho rằng đã được chiếc xe này do ông Lê Anh Tú điều khiển, chuyển để chở giao cho Bộ Công an mà ông Tô Lâm là người đứng đầu, đưa lên máy bay mượn của chính phủ Slovakia, bay sang Moscow và từ đó về Việt Nam. Thì với việc tham gia trực tiếp như thế, ông Lê Anh Tú là người có thể mang án nặng hơn ông Nguyễn Hải Long, cũng là người trong nhóm mật vụ sống tại Séc bị bắt giữ và điều tra, truy tố trước đó vào năm 2018. Hiện nay, ông Lê Anh Tú sau khi được dẫn độ sang Đức vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 thì ông ta đang bị giam tại nhà tù Moabit, một nhà tù chắc chắn nhất của Đức đặt tại Berlin, nơi thường giam giữ những người chuẩn bị đưa ra xét xử hoặc đang trong quá trình điều tra. Và việc trốn thoát khỏi nhà tù này dường như rất khó với ông Lê Anh Tú vì nó được bảo vệ tới 6 lớp cẩn mật khác nhau cùng những bức tường bằng gạch rất cao, dây thép gai và chó Berger canh giữ ngày đêm. Cũng như gián điệp trước đây của Việt Nam, ông Nguyễn Hải Long trước đó đã bị xét xử thì nay ông Lê Anh Tú được dự kiến sẽ đưa ra xét xử tại Berlin vào mùa thu năm nay. Và có lẽ thời gian điều tra lấy cung đối với ông Lê Anh Tú không cần nhiều lắm. Vì trước đó khi xét xử vụ án Nguyễn Hải Long thì hồ sơ của tòa án đã khá đầy đủ. Và với việc cơ quan điều tra Slovakia lấy lời khai của ông Lê Anh Tú tại thủ đô Berlin có thể sẽ mở đường cho tòa án tại Slovakia mở phiên xét xử, ông Tô Lâm cùng nhóm gián điệp và mật vụ Việt Nam đã lợi dụng lòng tin của chính phủ Slovakia khi mượn máy bay của họ và dùng chính chiếc máy bay đó để chở người bị bắt cóc là nạn nhân, đó là ông Trịnh Xuân Thanh, rời khỏi châu Âu sang Moscow và về Việt Nam. Chắc hẳn bản án về Lê Anh Tú không phải là nhẹ, nhưng nếu tòa án tại Slovakia được mở ra thì sinh mệnh chính trị của ông Tô Lâm có lẽ cũng sẽ được chấm dứt ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, thoibao.de với bản tin Slovakia cử đội điều tra đặc nhiệm sang lấy cung gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú, ông Tô Lâm chết đứng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de.